Thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập huyện Thanh Sơn, bắt đầu từ ngày hôm nay 16 tháng 10 tại Sân Vận động huyện đã diễn ra các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Thanh Sơn năm 2023, trong đó nổi bật là hội trại văn hóa với sự tham gia của 29 địa phương đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Ngay từ sáng sớm, các địa phương đơn vị của huyện Thanh Sơn đã tích cực chuẩn bị, trang trí cho các trại văn hóa. Trong không khí phấn khởi đến ngày kỷ niệm thành lập huyện, mỗi người đều cảm thấy háo hức lựa chọn những sản vật đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc để trưng bày tại hội trại. Tại trại văn hóa xã Khả Cửu và xã Tất Thắng, mô hình nhà sàn truyền thống được dựng lên, trang trí đẹp mắt. Phía trước là gian trưng bày các sản phẩm địa phương, góp thêm những gam màu tươi sáng cho ngày hội. Năm nay chúng tôi mang những cái sản vật của địa phương mang đến cùng đến hội trại để cùng, ví dụ như chúng tôi có những trang phục của dân tộc Mường và những cọ nước, nhà sàn, và đặc biệt là đơn vị tôi có củ nâu và những cái sản vật của địa phương. Đối với Khả Cửu là một địa phương có trên 90% dân tộc thiểu số, phát huy cái truyền thống đó thì xã Cửu đã bố trí một cái trại nhà sàn 3 gian đặc trưng của nhà sàn cổ người Mường, cùng với đó là gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, ví dụ như là mà thịt chua, măng chua, rau sắn và một số cái thực phẩm khác của đặc trưng của người Mường. Với thông điệp phát huy truyền thống hướng tới tương lai, trong không gian của hội trại chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Thanh Sơn còn có các trại mang màu sắc hiện đại như trại văn hóa của thị trấn Thanh Sơn, của Hiệp hội Doanh nghiệp huyện và trại văn hóa của các trường học, thể hiện khát vọng phát triển trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương Thanh Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Thanh Sơn, thì trại của trường Trung học phổ thông Thanh Sơn mang đến với cái chủ đề là chúng tôi tập trung vào giáo dục dạy học và có trưng bày một số cái kết quả của nhà trường trong những năm học qua. Chúng tôi rất là phấn khởi, bởi vì cái trại của chúng tôi cũng như cái thành tích của trường chúng tôi cũng được đóng góp một phần nhỏ bé vào cái ngày hội chung của huyện. Để hội trại diễn ra thành công, lãnh đạo huyện Thanh Sơn đã thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các trại văn hóa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động theo đúng chủ đề, hình thức trang trí phong phú, hấp dẫn, góp phần tạo không khí vui tươi, động viên, khuyến khích người dân hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới. Trong các cái hội trại thì chúng tôi chỉ đạo là tập trung lưu giữ, giới thiệu những cái nét bản sắc của đồng bào, giới thiệu những cái công cụ lao động sản xuất, những cái nhạc cụ và những sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Và bên cạnh đó thì tại các hội trại chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức các cái hoạt động trình diễn trang phục của đồng bào các dân tộc để thông qua đó góp phần để giữ gìn, phát huy truyền thống và của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Hội trại chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Thanh Sơn diễn ra trong 5 ngày. Bên cạnh hoạt động hội trại, huyện Thanh Sơn còn tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, thi đấu thể thao. Ngày mai 17 tháng 10, huyện Thanh Sơn sẽ tổ chức chấm điểm các trại văn hóa nhằm chọn ra những trại đẹp nhất để trao giải vào ngày 20 tháng 10 năm 2023.